Sau đây là những sai lầm của người mới khi tham gia vào thị trường crypto. Wow, sao hôm nay coin nào cũng tăng giá hết ta? Thị trường xanh kìa, mua. Hey, chết rồi, sao đỏ lòm gì nè? Con nào cũng xuống hết. Bán. Hả? Sao mua con này á? Cứ mua đi, tao đã tìm hiểu con này rất kỹ trong mấy cộng đồng rồi. Cộng đồng nào cũng bảo mua hết, cứ mua đi. Hả? Con này làm về cái gì á? Quan tâm làm cái gì, nó làm về cái gì thì kệ nó, biết làm gì. Mua đi, bảo mua thì cứ mua đi. Mày ghê. Ủa mày đang làm gì vậy? Ồn ào quá, tao đang ngồi nhìn chat. Nhưng mà mày mới mua cách đây có 10 giây thôi mà. Thì sao, mày không thấy số nó nhảy liên tục à? Phải ngồi đây canh chat, trước khi nào mà có dấu hiệu tăng là tao phải bán liền. Alo chị ơi, con AX100, con BX20 rồi nè. Giờ vào kịp không chị? Ừ, con này đạt TB rồi nè. Nhưng mà sao giá vẫn trên đà tăng ta? Hay là tại mình đặt TB thấp quá nhỉ? Ừ, chắc do mình đặt giá rẻ quá. Thôi, không bán, để nó cao hơn nữa rồi bán. Ê, giờ này đang mua con gì đấy? À, giờ này tao mua Ethereum với lại một ít Bitcoin mà. Vốn đầu tư có bao nhiêu đâu mà mày mua Ethereum với lại Bit thì được có 0.0 mấy à? Thì sao? Nhưng mà market cap nó to, vốn hóa nó khủng. Trời, mày đầu tư là mày phải biết tính toán chứ. Ví dụ như là với 10 triệu đi thì mày chỉ mua được có 0.00 mấy Bit hay là Ethereum thôi. Nhưng mà với 10 triệu thì mày có thể mua được mấy chục triệu coin Shiba Inu, đúng không? Alo chị ơi, sắp tới có con nào mà mình đầu tư nó có thể X100 hoặc là X50 không chị? À, hoặc là X20 cũng được. Hey, dạo này portfolio là có những con gì vậy? Trời, người ta đầu tư cả chục con, cả trăm con, làm sao mà kể hết ra đây được, điên hả? Cái gì? Portfolio của tao có 3-4 con thôi mà mày ôm đến 100 con. Ừ, tao đầu tư có 100 đô, 200 đô thôi. Nhưng mà cứ lên CoinMarketCap á, xong rồi lựa ra top 100 đồng coin, xong rồi rải đều mỗi đồng coin 10 đô, 20 đô. Được con nào thì được, đúng không? Alo. À, dạo này khỏe không? À, khỏe khỏe. Ê, nói nghe nè, à, định gọi điện thoại mượn ít vốn để đầu tư mà. Mượn tầm 300 triệu. Đầu tư chứng khoán, bất động sản là xưa rồi. Bây giờ người ta đầu tư Bitcoin với coin ông ơi. Yên tâm. Sau 1 tháng là trả liền, trả gốc rồi tặng thêm 20% lãi luôn. Chắc anh chứ, mấy tụi đầu tư coin này giàu lắm. 1 tháng nó kiếm mấy trăm triệu, mấy tỷ là chuyện bình thường. Cho mượn nha.